chưa? Đang. Tay phải các con đâu? Tay phải đâu? Chúng mình nhớ vịn tay vào bên tay phải. Có được xem nhau không? Có được đẩn bạn không? Còn nào mà đẩn bạn cũng mời ra khỏi hàng nhá. Rồi chúng mình đi đẹp nào. Cả lớp đi nào cô? Đi theo hàng. Bạn Bông đi theo hàng. Bạn Tuấn ơi, bạn Tuấn.